Giọng thế quay đầu thoải mái. Đấy, nhà bác tên là gì, bác gì nhỉ? Đinh Xuân Mai. Vâng, bác Mai ở Đồng Thịnh, Yên Lập. Vâng. Ở khu Đồng Thanh, xã Đồng Thịnh. Khu Đồng Thanh, xã Đồng Thịnh. Và hiện tại chúng tôi vừa bàn giao cho bác Mai ở xã Đồng Thanh, Đồng Thịnh, Yên Lập. Bộ sập thờ trên 14 nhé. Sập Mai Điểu cũng mít thế.